Có hai chàng trai trẻ tuổi cùng làm việc với nhau và luôn cảm thấy không hài lòng với công việc của mình ở công ty. Một hôm, hai người cùng đến thăm người thầy của họ và cùng nhau hỏi thầy: "Thưa thầy, chúng con đi làm thường xuyên bị chèn ép, mệt mỏi lắm. Xin thầy góp ý xem chúng con có nên từ bỏ công việc hiện giờ không?" Người thầy nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông cũng mở lời, nhưng chỉ nói đúng 5 từ: "Chẳng qua chỉ là một bát cơm." Hai chàng trai suy ngẫm một hồi lâu, gật đầu lĩnh hội, rồi chào thầy ra về. Sau khi hai người trở lại công ty, một người trong đó lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định trở về quê hương làm ruộng. Người còn lại tiếp tục ở lại công ty. Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua. Người trở về quê hương làm ruộng luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, đầu tư sản xuất, chuyên môn hóa các quy trình, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa từ nông sản sạch. Kết quả của sự cần cù cố gắng là đã trở thành chủ một trang trại rộng lớn. Còn người ở lại công ty cũng không hề thua kém. Anh ta đã tự mình điều chỉnh tâm trạng cho phù hợp, cũng cố gắng thể hiện năng lực nên dần dần được coi trọng. Hiện giờ đã trở thành người quản lý. Cho đến một ngày, hai người gặp lại nhau. Người chủ trang trại nói: "Thật là kỳ lạ, thầy giáo nói cho chúng ta biết chẳng qua chỉ là một bát cơm. 5 chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay. Chẳng qua cũng chỉ vì một bát cơm thôi, sao phải miễn cưỡng ở lại công ty mà không rời đi? Cho nên tôi đã xin nghỉ việc ngay." Sau đó anh ta hỏi người quản lý: "Tại sao khi đó anh lại không nghe theo lời nói của thầy vậy?" Người quản lý vừa cười vừa nói: "Tôi nghe theo lời thầy đó chứ. Nghe thầy nói chẳng qua chỉ là một bát cơm, nên mỗi khi phải chịu điều tiếng hay gặp rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ cùng lắm cũng chỉ là để kiếm miếng cơm ăn. Sau giờ tan tầm, mình sẽ bỏ lại mọi thứ đằng sau, về với gia đình, với sở thích, với thế giới của riêng mình kia mà. Thời gian làm việc đó thực ra cũng chỉ để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân của chính mình mà thôi. Cho nên dù ông chủ nói bất kể điều gì khó chịu, chỉ cần mình bớt hờn giận, bớt so đo, biết nhẫn nhịn một chút là mọi sự sẽ được giải quyết. Và tôi vẫn làm việc ở đây cho đến tận bây giờ." Cuộc sống có không ít điều khiến ta muộn phiền, và giải pháp để giải quyết vô cùng đơn giản. Có thể hãy tìm một môi trường khác để thể hiện mình, cũng có thể hãy kiên trì, nhẫn nại, giải quyết mọi rắc rối. Điều đó tùy thuộc vào ý thức, cách nhìn nhận của mỗi người. Một khi buông bỏ được sự chấp nhất, thay đổi một ý niệm, một chút suy nghĩ, thì những muộn phiền sẽ biến mất, thậm chí có thể chuyển thành động lực tạo nên thành công và hạnh phúc.